Vâng, để biết được một ai đó của hiện tại thì hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai. Thì tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy kết nối với những người thân của bạn Kiên và bạn Nga. Xem rằng những người thân của các bạn ấy nói gì về các bạn ấy. Bởi vì đây là những cái nguồn thông tin tôi nghĩ là rất chính thống, thưa quý vị. Hãy kết nối với người thân của bạn Kiên trước và hãy cùng xem là chúng ta kết nối với ai. Cháu chào chú ạ. Cháu là Thành Trung, cháu đang kết nối với chú ở chương trình Hãy Yêu Nhau Đi. Báo cáo chú là Kiên là nói rất nhiều về chú. Bởi vì là Kiên có nói rằng là ở tuổi thơ của mình là gắn bó với chú. Và đến bây giờ chú là người thân nhất của Kiên, là hai bố con là hai tâm sự với nhau. Thế thì bây giờ cháu hỏi chú là Kiên có bao giờ tâm sự với chú về chuyện tình cảm riêng tư không ạ? Chúng rất là quan tâm với vấn đề đấy. Thành ra là đến bây giờ là 30, 31, 32 tuổi vẫn phòng không nhà trống. Thực ra là bạn Kiên cũng có đôi ba lần là dẫn bạn gái về nhà. Báo cáo chú, đôi ba lần là hai lần hay là ba lần ạ? Hay là 23 lần ạ? Không, là ba lần thì phải. Ba lần, dạ vâng. Thế thì bây giờ cháu hỏi chú là trên trường quay hiện nay là đang có một bạn nữ làm bác sĩ khoa nhi, nhẹ nhàng, xinh xắn, có nhà riêng ở Hà Nội, quê gốc ở Phú Thọ. Chú thấy là có được không mà chú? Bạn gái mà là bác sĩ thì đúng là cái giấc mơ của wow. Tất cả nhà cửa ngoài trong chú thì nó không quan trọng lắm đâu, bởi vì dạ. Cái chính là do hai bàn tay dạ. Miễn làm sao mà sau này là chúng nó là yêu thương và sống trách nhiệm với nhau. Nga, em chào chú một câu. Dạ vâng ạ, cháu chào chú Dung ạ. Ngày hôm nay thì rất vui khi được gặp chú thông qua màn ảnh nhỏ như thế này ạ. Và cháu nghĩ rằng là chú cũng sẽ lo lắng nhiều về những vấn đề liên quan đến con cái mình chưa lập gia đình. Nhưng mà cháu nghĩ rằng chú hãy cứ tin tưởng con cái của mình đi, họ sẽ có những cái bước trưởng thành cũng như là sẽ sớm làm cho bố mẹ cảm thấy yên lòng đấy ạ. Rồi, đấy là một điều mà chú mơ ước. Dạ. Chú ơi, thì bây giờ có một lời khuyên nào đó để cho bạn Kiên nhà mình yên tâm và tiến lên. Bố bảo Kiên này, anh cứ mạnh mẽ đi, chứ đừng đắn đo nhiều quá. Thực ra là bố vẫn nói chuyện với con là lấy vợ lấy chồng là cái số, nhưng mà nếu mà giả sử mà qua tay bà mai mối của cái Hãy Yêu Nhau Đi của VTV3 mà sau này mà các con thành vợ thành chồng thì cảm ơn cái chương trình và cảm ơn VTV3. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú quá tuyệt vời. Chú là một người bố mơ ước của tất cả các cậu con trai. Không phải là bố ra lệnh cho con đâu mà là chia sẻ. Thôi bây giờ anh muốn dành cho Nga một câu hỏi. Vậy thì em hỏi gì về Kiên? Em hỏi chú Dũng nào. Dạ vâng ạ, chú cho cháu hỏi một chút là theo chú thì đâu là cái điểm mà cái nhược điểm lớn nhất của anh Kiên ạ? Mà chú cảm thấy là anh ấy cần thay đổi ạ? À, cái nhược điểm của anh Kiên đấy, mãi chơi. Nhưng mà là chưa có chí lắm. Thực sự thấy là chưa có cái vượt khó là có rồi, nhưng mà để làm cái nick của người đàn ông là con phải rèn luyện nhiều. Đúng là những lời chia sẻ của một người bố, có đúng không ạ? Người thân của chúng ta là những người mong muốn chúng ta được tốt đẹp và sẵn sàng nói những cái điều đấy, có thể với ai đó thì còn ngại ngùng, nhưng tôi nghĩ rằng đây là những thông tin tuyệt vời để hai bạn hiểu với nhau. Cháu chúc chú sức khỏe ạ. Rồi, chú cảm ơn. Rồi, chú cảm ơn nhá. Hơi thế lạ là tại sao đến giờ này mà Kiên chưa lập gia đình, hơi lạ. Ý chí phấn đấu lập gia đình còn hơi kém. Như bố nói đúng không? Ý chí phấn đấu lập gia đình còn hơi kém. Em ấn tượng rất tốt về bố của bạn Kiên, bởi vì em thấy bác là một người rất tình cảm. Và cái đấy em nhìn thấy được ở Kiên. Kiên là một người rất là chân thành. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với người thân của bạn Nga. Cháu chào cô chú ạ. Cô chú có nghe thấy chúng cháu nói gì không ạ? Xin chào trường quay. Xin chào MC Thành Trung. Tôi là Nguyễn Đình Thịnh, là bố của cháu Nga. Ngồi cạnh tôi đây là mẹ cháu Nga, là Nguyễn Phạm Thị Thu Hằng. Xin chào. Cháu báo cáo chú là không hiểu sao mà trùng hợp quá. Trước khi cháu nói chuyện với cô chú thì cháu có nói chuyện với cả bố bạn Kiên, là một cái bạn trai tham gia chương trình Hãy Yêu Nhau Đi cùng với bạn Nga nhà mình. Mà thế nào mà cô chú hai bên đều ngồi ở một cái ghế gỗ mà uy nghi như nhau. Phải nói là có một cái sự tương đồng đấy ạ. Mà cháu nhìn thấy rằng là có bắt đầu là nhìn thấy cái có cái sự hợp rồi. Cháu để cho bạn Kiên chào hỏi cô chú luôn.
Vâng, cháu chào chú Thịnh ạ. Chào cô Hằng. Dạ. Cháu tên là Kiên ạ. Dạ. Vâng. Ôi, hôm nay thấy cô chú gọi là rất là lịch sự và bảnh bao, nhìn rất là thích. Là cháu lại là một người hơi kém về nấu ăn thì cũng đang không biết rằng là em Nga nhà mình nấu ăn có giỏi không ạ? Hay quá, hỏi câu này là chuẩn luôn. Chào Kiên nhé. Nếu như mà trong công việc thành công thì Kiên cứ an tâm, bác sẽ nghĩ là Nga sẽ đáp ứng việc nội trợ cho cháu. Chúc cháu gặp nhiều may mắn. Nào thế bây cháu hỏi cô Hằng là cô đánh giá là thang điểm 10 về cái khả năng nấu nướng ấy, nội trợ nấu ăn thì cô cho Nga được mấy điểm ạ? Cô là người mẹ, cô cho công bằng nhất ạ. Con gái của cô thì chắc là điểm 9,5. 9,5 thôi rồi, ôi thế này yên tâm rồi. Vâng, cháu cảm ơn cô chú, đặc biệt là cảm ơn bộ trang phục rất là đẹp của cô chú, đúng là như đi dạng ngõ ấy, chứ không phải là tham gia chương trình đâu. Và cháu có hứa với bố Kiên rồi, nếu tương lai tốt đẹp ấy, cuối cùng ấy, thì cháu sẽ hứa làm chủ hôn cho hai bạn ấy. Cô chú có đồng ý không ạ? Quá cảm ơn. Vâng, chào cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Chúc cô chú thật nhiều sức khỏe. Vâng, hẹn gặp lại cô chú ạ. Tôi nghĩ rằng đó là những cái chia sẻ rất là đáng quý. Ở đây nó giống như là gọi là ý thức hệ, nó là nối tiếp truyền thống, sinh trưởng trong một gia đình mà nhìn thấy bố mẹ có cái nền tảng như thế thì ít nhiều các bạn cũng sẽ noi theo. Bạn Nga đúng là được gọi là được cái sự rất là rõ ràng này, chỉnh chu này. Nga rất là giống bố mẹ. Anh mà đến nhà gặp bố mẹ vợ này anh thôi anh đừng chốt nữa, anh chốt em rồi, anh đừng chốt lại nữa.